Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Vừa mới update xong mà tôi còn không biết là update ấy. Update xong mà meta là vẫn y hệt như thế, nó cũng chả khác gì. Trước khi update có rất nhiều người dự đoán là cái bộ cửa này nó sẽ có người chơi, nó sẽ quay trở lại, nhưng mà cho tới thời điểm hiện tại thì tôi không thấy ai chơi. Dã man, từ rank cho đến cúp tầm không có một ai chơi cái bộ cửa này cả. Thế nó mới ảo. Ủa, ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được, ăn được, ăn được, ăn được, ăn được, ăn được, ăn được. Hay quá. Tại sao cái bộ cửa này nó bắp bao nhiêu lần như thế rồi mà cuối cùng là bây giờ vẫn chưa có ai chơi nhỉ? Trong khi đấy là meta này nha, nó còn giảm sức mạnh của con Fallen Witcher xuống nữa. Tức là sẽ có ít người chơi Witcher hơn. Đấy, thế mà rồi cuối cùng là vẫn không ai chơi. Không ai chơi cửa này. Thật sự là cái bộ cửa này nó vào hàng quá sâu rồi anh em ạ. Không còn đường ra nữa rồi. Chứ còn cái bộ Warrior tôi thấy là có người chơi đấy. Còn cửa này thì vẫn chưa thấy ai chơi. Không hiểu là có vấn đề gì với cái bộ đấy. Bắp nếu mà về cái mặt tính toán nhá, là nó bắp gấp đôi cái khả năng là bật giáp ấy. Ngày trước là 10%, bây giờ là 20%. 20% khả năng bật giáp vẫn không ai chơi. Thế là mới ảo mà Calada. Gấp đôi khả năng bật giáp không ai chơi. Trong khi đấy những cái bộ khác nó đã giảm sức mạnh đi đáng kể rồi. Như là cái bộ Mage này hay là bộ cái bộ Witcher ấy, thì gặp vẫn bị đấm cho như con. Cửa này bây giờ thua cả mết. Liệu rằng tôi được kiếm được sách không nhỉ? Trận này nói chung là tôi không chơi cửa này đâu. Có nhiều bộ chơi được ở trong trận này có thể chơi được. Tôi thấy meta trước ấy và bây giờ nó giống hệt nhau. Trước khi update và sau khi update không có gì thay đổi cả. Cái bộ các cái bộ god vẫn rất là ngon. Đấy. Bộ beat ngon luôn. Witcher thực ra nó giảm sức mạnh nhưng mà tôi thấy nó vẫn ngon. Chắc cái meta này chỉ thêm mấy cái bộ kiểu đánh tay kiểu dạng như là Hunter với cả beat mà kiểu kẹp Kira nó quay trở lại rồi. Kira nó bắp thêm. Sức mạnh của những cái món đồ Kira nó đã mạnh như là cái trước đây, trước khi bị giảm sức mạnh. Đấy. Nó cộng 60%. 60% cái lượng đam cũng như là lượng máu rất nhiều. Ui, giao con cáo này. Mà chuyện này không có blink. Không có blink có chơi không nhỉ? Chuyện này chính ra nhá. Tôi nhìn cái bộ truyền thuyết này thì nó lại thuận với cái bài mà tôi thông thạo hơn ấy. Có cái bài nó thuận hơn, đấy chính là cái bài bài Mết, bài Saman, rồi bài Exorcist bắn trưởng, Exorcist rồng, God Mết. Những cái bài đấy nó khá là thông thạo. Thông thạo và rất là thích chơi. Còn những cái bộ đánh tay thực ra tôi cũng không có chơi nhiều, tôi không thích chơi lắm. Mấy cái bộ mà múa được chuyển nhiều thì tôi thích. Thích chơi một cái bài mà nó múa ấy. Mấy cái bài mà nó kiểu đánh tay thì cũng múa được nhưng mà nhìn nó không đẹp mắt ấy. Khỏe đấy. Chỗ này có chơi được rồng không nhỉ? Nó lại ra con rồng này. Rồng Exorcist à. Chỗ này có lick nhá. Có lick, có lick, có lick. Có con lick. Có lick là chơi được á. Có lick là chơi được Exorcist. Nhưng mà tôi nghĩ là từ từ đã anh em ạ. Cái con rồng Exorcist nó không phải là cái tín hiệu để chơi Exorcist đâu. Cái tín hiệu để chơi con Exorcist này nó chính là cái con ác mộng lên 2 sao sớm. Đấy. Và nếu mà ác mộng không lên được 2 sao thì thôi. Trận này có thể chơi rồng mết được mà. Chính ra con cáo từ nãy giờ nó gánh tôi phết đấy anh em ạ. Hơi nhiều đam. Gần nghìn đam chứ ít đâu. À ui rồi ôi. Đây thì được đúng rồi. Dạ man. Exorcist đây rồi anh em ạ. Nổ một phát ba con Exorcist này. Đây nó là chính là cái tín hiệu này rồi.
Ok. Vậy thôi. Chắc giải tán mấy cái con này đi. Không lên được 2 sao thôi, bán đấy. Tôi nghĩ là sẽ là Exit đây anh em ạ. Trận này có một cái mà tôi đang đắn đo ấy. Tức là trận này nó có Saman. Nó sẽ có con mèo Saman 5 đô thì tôi nghĩ là sẽ có người chơi đấy. Nên là chơi Exit là nó phải thận trọng. Thay vì chơi Exit chúng ta có thể chơi là Mết 5 rồng. Cái việc chơi Exit nó vẫn là đang ở trong cái thận trọng thôi, chứ nó cũng chưa chốt đâu. Chưa dám chốt anh em ạ. Lòi đâu sau round 15 thấy có thằng Saman. Rồi đến sau round 20 nó vác 6 Saman vào nó đấm thì thôi. Xác định luôn. Lúc đấy thì không quay xe được nữa. Không kịp nữa rồi. Nói chung là cái bộ Exit nó cũng là cái bộ đắt tiền ấy. Nên là từ từ đã, chốt dần. Chỉ ít là con ăn bộ nó phải lên được 2 sao sớm. Nếu không thì cứ dồn đồ cho Thunder chơi mết thôi. Cho nó dễ. Dễ chơi, đánh ở level 9 đủ. Chỉ còn cái bộ Exit đánh ở level 10 cơ anh em ạ. Rồng à. Ok, 3 rồng. Được. Toàn 1 sao. Kể ra mà nếu mà đánh mà nó ra được con già sớm ấy, thì chơi cái bộ này khá là ngon đấy nhá. Chuyển sang Exit ấy. Thằng này chắc ăn được rồi. Quả vừa rồi đánh cũng cẩn thận quá. Up cấp rồi chắc chắn là ăn được cái round này để có sách. Ok. Rồng à. Cái hàng phía trên của tôi bây giờ nó dày thêm được một chút rồi. Yên tâm rồi đấy. Vừa nãy em mỏng quá. Nhưng mà như thế này thì cái con Thunder nó cũng chỉ xòe được một phát. Khó lắm. Hai phát là khó. Tầm này chỉ cần giữ máu mỗi round mất một chút xíu máu thôi là được rồi. Cũng chả mong chờ chiến thắng đâu. Chả mong chờ cắt được cái chuối của thằng kia. Khó. Bây giờ phải flame lên được 2 sao, ác mộng lên 2 sao thì có cửa. Hai con này từ nãy giờ đã có một cặp từ rất lâu rồi nhưng mà vẫn chưa lên được anh em ạ. Cái này nhỉ. Đấy, mua rào này gặp mấy cái thằng Eco này là sướng rồi. Bảy ra cứ ra cái gì. Có khi nào tôi bị lừa không nhỉ? Cửa chuyện này nó yếu quá rồi, có khi bán bố con sói đi. Làm thế nào mà lên được. Thôi. 6 human tôi nghĩ là không tưởng. Dù có lên được 6 human, tôi nghĩ là cũng chưa chắc đã ăn được bọn nó để mà có sách ấy. Đấy, nên là thôi, cứ form bài như này đi. Cứ form với rồng. Form rồng, form mết này. Thắng thì được một quyển sách là ngon rồi. Tham làm cái gì. Mà cũng chả biết là có thắng hay không ấy. Bao giờ con Thunder lên được 2 sao thì lúc đấy mới biết chiến thắng. Chứ còn bây giờ chưa thể nào mà nó thể nói được. Đấy, có người chơi Clay. Sẽ có người chơi Clay đó. Cảm giác bọn Clay bây giờ yếu thôi anh em ạ. Này, anh em nhìn này. Anh em thấy điêu không? Điêu thật sự. Chồng Clay Sida thật. Không hiểu bọn nó làm cái gì luôn ấy. Cái bọn Dodo ấy.
Tôi không hiểu là nó bắp cái kiểu gì luôn. Thực sự là 20% tôi nghĩ là vẫn còn quá ít đúng không? Giáp ngày trước 30% còn được 3 tầng tích, 3 tầng hoạt động độc lập. Độc lập. Đấy. À, trước đây là như thế. 3 cái tầng giáp là trong một khoảng thời gian nhá, là ví dụ là trong khoảng 2 giây đi, à, rất có thể 3 cái giáp nó sẽ được cộng, nó sẽ được bật cùng nhau. Cái sức kháng phép và cái sức cái giáp của nó ấy, giảm vật lý nó khá là nhiều. Bây giờ khác. Bây giờ thì nếu mà 4 cơ lai thì vẫn chưa được hồi máu, không có khả năng hồi máu. Và cái việc giảm phần trăm 7 à, giảm 50% đam có bằng được là cộng 70 giáp không? Tôi nghĩ là không. 3 tầng giáp ngày trước là mỗi tầng là 30% giảm kháng phép. Là nếu mà bật 3 tầng là 90% giảm kháng phép rồi. 5 dòng à. Tôi nghĩ là bây giờ cái bộ Clive nó yếu hơn ngày xưa rất nhiều ấy. Ngày xưa nha, cái giáp của nó bật là 30%. Bây giờ lúc mới update thì nó có 10% bật giáp thôi. Bây giờ nhà phát hành khôn ra cho lên 20%, tức là gấp đôi mà vẫn không ăn thua. 20% bật giáp nhưng mà lại không có khả năng hồi máu ở những cái level thấp. Phải ra được 6 Clive thì mới có khả năng hồi máu. Tất nhiên là hồi máu bây giờ thì nó uy tín hơn ngày trước. Ngày trước thì nó hồi máu theo giây. Mỗi giây là nếu mà bật được một tầng giáp thì nó sẽ là 20 máu một giây. 3 tầng nó sẽ là 60 máu một giây. Và bây giờ là cái giáp của nó ấy, nó sẽ khi mà bật giáp lên ấy, nó sẽ là cộng 250 máu luôn. Cảm giác thì nghe thì có vẻ nhiều đúng không? Nếu mà bật giáp liên tục. Đấy, nhưng mà không, nó có bật giáp liên tục đâu. Nó có 20%. Bây giờ phải đưa lên 60% thì may ra 60% bật giáp. Giáp bật lên thì cũng chỉ giảm 50% sát thương. Sát thương phép và 50% sát thương vật lý. Yếu quá anh em ạ. Ok, tôi tạm thời tôi lấy cái này nhá. Lấy cái này tí nữa, ví dụ chơi ác mộng tí chuyển sang là chơi Warlock chẳng hạn. Mặc dù là cái việc mà chơi Warlock thì bây giờ tôi cũng không có không có nghĩ tới nhiều. Bởi vì nào sao, cái bộ Warlock bây giờ nó yếu quá rồi. God Warlock bây giờ thậm chí là phải nói là nó cũng giống như bộ Clive, tức là sẽ không ai chơi. Nó yếu quá rồi. Cái con ác mộng bây giờ đánh nó thực sự nó chả gây được tí đam nào luôn. Mà dồn đổ cho nó cảm giác chơi 6 Warlock rất chậm luôn. 6 Warlock kết hợp với ác mộng, tôi nghĩ là phải đánh ở level 10 với một đống đồ cam đắp vào người thì may ra mới chơi được. Sao tôi yếu nhỉ anh em nhỉ? Tôi vừa gặp thằng có chuối và tôi cũng không làm gì được nó luôn. Thôi, trận này có khả năng chuyển sang Aegis rồi anh em ạ. Tự nhiên lại không thấy thằng nào chơi Saman, đấy là chúng ta có cửa đấy. Mà lạ nhỉ, trận này có mèo 5 đô mà không thằng nào chơi Saman luôn. Ảo thật. Có điều là tôi yếu quá anh em ạ. Đánh người level 8 như này. Có lên là lên level 9 rồi mới bắt đầu roll không nhỉ? Level 9 thì đủ bộ. Level 9 thì rất dễ chơi. À, 6 có thể, nếu mà con Thunder không lên được 2 sao, có thể là 5 rồng kết hợp với cả 6 Aegis đánh, chỉ có đánh ở level 9 thôi là đủ rồi. Ăn được không? Tôi nghĩ là tôi ăn được. Bên kia hai này có chuỗi gặp nhau. Không biết là thằng nào sẽ cắt được chuỗi đây. Úi rồi, cái chuỗi vàng mất rồi kìa. Ơ, một cái thằng chuỗi vàng AFK. Vậy là ai? Cái hỏng rồi. Mất chuỗi cho cái thằng đang có chuỗi thì kinh quá. Nó sẽ có một cái sự chênh lệch tiền rất là lớn giữa tôi và những cái thằng như thế đấy. Thằng đấy nó sẽ có mức chênh lệch tiền giữa nó và những cái thằng còn lại. Có nên là chơi dòng mết nữa không nhỉ? Thunder lên được 2 sao rồi này. Dòng mết là ra rớt thì mới chơi. Rớt thì sẽ chơi là 6 mết này, 5 dòng kết hợp với cả 4 gót. Đánh ở level 10 đủ bộ. Trận này thì khó có thể lên được 11 anh em ạ. Khó lắm. Thua luôn thằng Saman này. Ô, có thằng Saman này. Vãi đài. Tưởng không có mà nó lại có.
Thôi mẹ cái thằng Vili lại không chơi, bây giờ mới chơi. Chán thế nhờ. Tôi lại chốt 4 là các bạn exit rồi. Giờ quay xe thì thực ra vẫn kịp. Một thằng Saman à? Liều ăn nhiều không? Trò chơi của 8 người mà một thằng Saman thì ăn thua gì? Một thằng Saman thì một mình nó đẩy được tôi, nhưng mà tôi đẩy còn lại là 6 thằng cơ mà. Không ngán. Trừ khi là ba thằng Saman. Tự nhiên lúc nữa thấy thêm thằng nữa, xong rồi đến lúc sắp chết lại thêm thằng nữa thôi xong. Hy vọng là không phải là như thế. Chứ mà như thế thì nó ảo quá. Này là có 9m rồi này. Giống lắm, giống 9m lắm. Thunder lên được 2 sao cũng yên tâm được một chút xíu anh em ạ. Nó sẽ giúp tôi giữ máu để tôi có thể lên được level 10. Ngon thì lên được 11 thì ngon. Mà thôi, chả hy vọng. Nhưng mà mấy cái quyển sách này chúng ta đang tiết kiệm thì cứ từ từ đã anh em nhá, chưa phải sử dụng vội đâu. Lên 9 rồi tính. Cứ lên 9 rồi tính xem là sử dụng cái sách đấy làm gì. Sách đấy nếu mà không lên được đủ 11 cuốn ấy thì tôi sẽ dùng để lên 10. Còn nếu mà lên đủ thì thôi, cứ để là cảm giác lên đủ ấy. Còn lên đủ chắc chắn là đánh được ở level 11 với 12 quyển sách. Nhưng mà nó có một cái cảm giác là chúng ta có thể lên đủ thì tôi vẫn sẽ giữ lại. Hàng kia xanh nhỉ? Level 9, 69 tiền. Nào 21 lên 10 thì sắp mặt luôn. Được. Hộp ma thuật. Món này ngon đấy. Trông vẫn khá là phèn. Mặc dù có Thunder lên được 2 sao nhưng mà nó lại bị sộc vào sớm quá. Chưa chắc đã được 2 lần xoay quạt. Xoay được 2 lần không? Mà có xoay được thì cứ quan được thằng này kẹp cá rồi. Thậm chí còn không xoay được. Ôi mẹ ơi cay nhở. Vãi đá này xanh thế. Thằng đấy nó chơi Assassin, nó ra là con gấu xin 2 sao. Đúng kiểu là trò chơi này nó chọn người thắng ấy. Anh em ạ. Vãi đái thật. Ông chơi Assassin xong ông câu gấu ra được con gấu Assassin. Toang thật. Mà tôi nghĩ là nó đang có ý định là lên 3 sao ấy. Câu con gấu Assassin lên 3 sao. Ok. Được không? Đấy anh em thấy không? Cửa này đấy. Yếu quá đáng luôn. Không ăn thua đâu. Lăm lăm máu. Một số lượng máu nó cũng không tồi, không phải là quá nhiều nhưng mà cũng không quá ít. Tôi nghĩ là vẫn sống khỏe đó. Tự nhiên tôi lại được cái quả trứng này, lại nghĩ đến cái bộ insect. Insectoid à? Trông có vẻ không uy tín lắm đâu. Chơi cái bộ Insectoid thì khác gì chơi Clay đâu. Toàn là những cái bộ mà nó ao meta quá rồi. Tôi sẽ không chuyển sang Insect đâu. Đồ thì ra thôi. Tí rèn anh em ạ.
Insectoid từ khi nó thay đổi cơ chế ở món đồ Kira là nó yếu lắm rồi. Trứng chiếc ra thì thế thôi, vứt đi hết, không chơi đâu. Bao giờ ấy, cái bọn Insectoid mà nó chơi Kira ấy, mà nó hiến tế được những cái con thấp tiền, sau khi con thấp tiền chết bằng cái cách là luốt cái con Kira nó luốt vào trong bụng ấy. Đấy, thì là nó mới chơi được. Anh em hiểu không? Khi mà luốt được những cái con mà hiến tế ấy, mà nó biến ra là những cái con 3 sao ấy, hiến tế ở trong bộ Insectoid ấy, thì nó mới là được. Tức là vào phát là hiến tế luôn. Thì bộ đấy nó mới coi như là comeback, mà thậm chí là không những là comeback, mà tôi nghĩ là nó còn coi như là làm bá chủ với meta luôn ấy. Có ai đời vào phát nhá là cắn cái con Kira, nó cắn chết hết những cái con tướng thấp tiền, những cái con tướng 1 sao để hiến tế cho con tướng 3 sao luôn. Những cái con tướng 2 sao và nó hiện ra những cái con tướng 3 sao. Đấy. Ý là như thế. Tức là nó vào nó phải là luốt và hiện luôn ra, tức là hiến tế luôn. Chứ còn bây giờ luốt nhưng mà nó có hiến tế ra cái gì đâu. Bây giờ luốt là mất luôn. Mà cái bài đấy mà luốt mà mất luôn thì tôi xong. Luốt thì làm gì còn cái con gì mà hiến tế nữa. Đấy, nên là không chơi được. Mà bây giờ bảo chơi mà không có găng tay Kira ấy, thì đánh được với cái nhà nào đâu. Chả đánh lại được cái nhà nào. Khó lắm. Nó cũng chả khác gì cái bộ cái này anh em ạ. Bộ Insectoid bây giờ nó khó chơi. Insectoid chưa tính gặp Witcher đấm nó không tăng mana mà tung trưởng luôn. Khó. Xin cái món đồ ngon nghẻ. Trận này có Shaman, có mết. Chả ai biết lấy cái gì mà. Gương. Úi dồi ôi. Gương này không phải cái đối tượng mà tôi lấy. Ai cần. Có ai cần cái gương đâu. Ok, cái đồ cũng ngon đấy. Việc còn lại bây giờ là chúng ta phải lên được 10 đó. Sau đó là roll thêm một con Exit nữa. Đang thiếu một con anh em ạ. Người đen nhỉ. Nhắm chơi Exit từ đầu bởi vì nó ra từ đầu ấy, ra sớm ấy. Nhưng mà đến bây giờ thì lại không được. 50 máu. Mãi không lên được 2 sao cái đống ở dưới này. Khổ tâm thật sự. Được không? À, căng thế, thua rồi. Thay to nhở. Rồng 2, flame 2. Tiêu thật. Trả bù cho mình. Anh em nhìn tôi xem. Thằng đấy nó đánh ở round, nó gặp ở round 26 mà cứ như là gặp ở round 36 ấy. Còn tôi round 27 như gặp ở round 17. Dã man. Anh em cứ để ý cho em, như gặp ở round 17 luôn. Mỗi con Thunder lên là 2 sao, ăn thua gì. Tầm này phải ra 2 sao, Dragon 2 sao thì nó mới gọi là ngon. Thôi, cho Thunder nó gánh hết anh em ạ. 6m cái đã. 6m 5 dòng. Được không? Phải 6 Shaman chưa? Cắt chuỗi được không? Ui giời, không thể cắt chuỗi được. Khó quá, nó đâu cũng đẩy có 3 con nữa, 11 máu à, điều thế nhỉ? Hỏng rồi. Rồi, lấy cái cầm đánh ấy.
Hỏng thật sự rồi anh em ơi, làm sao bây giờ? Khó nhờ. Lần lượt từng nhà ra đi, tôi thậm chí còn đang có thể dễ coi như chết trước cả cái thằng kia, đang dễ chết nhưng mà không biết có dễ nổi không. Khó nhỉ. Mà tôi cũng lấy đồ đi các thứ cũng khá là cẩn thận đấy chứ. Thế mà bây giờ phải đánh chữ thua này. Rô cũng lấy cũng được cái rô mà sao trông lản đấy nhở. Yêu thật. À đây rồi, ui thắng ra ngoài lên 11 đấy. Mà thắng nổi không? Ui trông khó lắm. Cay nhờ. Gần nó coi như lên được 11 rồi. Nó skill giết chết con già của tôi. Chắc chắn là round 30 là chúng ta ăn được ra quái lên được 11. Quá trình tích góp là coi như là hoàn thành rồi. Trận này nó có cái thằng Saman này nó đẩy cực kỳ khét luôn. Saman đẩy nhanh thật. Trận đấu đang 29 rồi. Tôi vừa vẫn gặp thằng Saman nó đẩy 30 máu đi luôn đi anh em ạ. Vãi đài. Bây giờ đang cầu trời khấn Phật cho không gặp cái thằng đấy đây. Chứ gặp bây giờ toang ngay. Đừng gặp nhá. Đừng gặp, đừng gặp, đừng gặp, đừng gặp, đừng gặp. Rồi, may quá gặp Assassin anh em ạ. Thằng này mặc dù nó hơi khó chịu một tí nhưng mà nó còn đỡ. Không, thực ra là cũng không đỡ đâu. Đấm đau đấy nhở. Đau thật đấy. Ui, vãi đái, còn có 19 máu ạ. Sắp đi rồi này. Round 30. Sau round này chắc chắn là sẽ bán hết những cái con mết đi thôi. Dồn cho 6 Aegis Seed vào. Bây giờ hiện tại tôi chưa lấy được cái con Aegis Seed cuối cùng. Chúng ta cần 6 Aegis Seed. Sau round này tôi sẽ bán đi xong rồi tôi sẽ xả một mạch tiền về không luôn. Để kiếm đủ 6 Aegis Seed rồi đã. Thực ra cái con Thunder lên được 2 sao là nó gánh được rồi. 5 mét thế. Vãi đái thật. Thằng này không phải mết. Thằng này là Feather. Nhưng mà cũng sắp đi à. Tôi nghĩ cái Feather đấy gặp cái nhà mết Saman kia đi rồi. Hy vọng sẽ ra cái món đồ kháng phép. Bây giờ có áo trừ tà là ngon. Cay nhờ. Cay thật sự. Đây rồi, đủ rồi nhá. Đủ 6 Aegis Seed rồi, thôi. Đấy, 5 rồng cái được 3m, 6 Aegis Seed. Bộ này cực kỳ tối thượng luôn. Chơi được đấy. Thực ra bây giờ 19 máu mà máu vẫn hơn mấy cái thằng ở dưới kia. Mấy cái thằng ở dưới lọt một lần chắc là đi luôn. Tôi khả năng là vẫn có thể để lọt lần nữa vẫn được. Mèo 5 đô à? Mèo 5 đô chắc rồi không cần đâu. Mèo 5 đô chơi bộ này nó giảm máu đi cũng không ngon lắm. Ui, Shadow 3. Vai. Được không? Shadow 3 nhưng mà cái bộ này là cái bộ mà tôi counter mà. Bộ này là bộ Feather đúng không? Feather thì sợ gì? Ơ, ơ kìa. Thoải mái, thoải mái. Đi luôn. Lên được Shadow 3 rồi đi. Ok. Không tin được là đã đi. Phải quay sang nhà tôi xem là có lý do thì làm sao.
Sắp đến hồi kết thúc rồi đấy. Căng thẳng thật sự. Liệu rằng có vào trong top 3 được không? Tôi chắc là lọt thì cũng không lọt được nhiều đâu. Hay quá, thằng này tự mình cứu mình luôn, về top 3 luôn. Ok. Tiêu diệt được thằng này là ngon rồi. Predator của chúng tôi. Liệu rằng có vô địch được không nhỉ? Máu 19 máu hơi ít. Thằng kia máu 81 máu thì nó có quá nhiều thời gian để nó chuyển bài counter. Ơ? Hóa ra là sang đây xong rồi hỏi tôi có phải tuấn cơm không. Nói chung là các anh em mà muốn biết là tôi có phải là cái người mà đang chơi với anh em không ấy, có phải là tôi là tuấn cơm không ấy, thì anh em hãy theo dõi những cái video clip tiếp theo. Khi mà anh em thấy anh em được lên sóng thì có nghĩa là đúng là tuấn cơm rồi đấy. Chứ anh em hỏi trong này thì nói chung là trả lời có cũng như không mà. Trả lời là có thì cũng không ai tin, mà trả lời là không phải thì cũng không ai tin. Đấy. Chả biết trả lời thế nào. Mày thằng này to nhở. Ơ kìa, phải đài á, đi luôn không? Ui mày quá. Thằng này có cái RO cho gấu ạ. Căng thật. Ui rồi ui anh em ơi. Ờ, đấm đấm sấp mặt Saman kìa. Saman về top 3. Điều rồi đấy. Trời ơi, tôi nghĩ là Saman nó đấm tôi sấp mặt nhưng mà không. Không đâu, không dễ thế đâu. Ok. Egosit này. Có lên TV không à? Top 2 chắc là có rồi. Và nếu mà được top 1 thì càng tốt. Xem có được top 1 không nhá. À ui rồi, ôi, được. Thế thì mày chết. Ok, đủ bộ. 6 Aegisit, 2 lần xòe quạt mà cảm giác không ăn thua nhỉ. Thôi xong rồi, đi rồi. Vai đài á. Ơ kìa. Ui dồi, chưa đi. Vậy có cơ hội, có cơ hội. Được, có cơ hội anh em ơi. Tại sao những cái cú xòe quạt ở có Thunder nó không vào máu nhỉ? Bình thường hai quả xòe quạt mà ở trong bộ Aegisit này là gần như là dọn toàn bộ bàn cờ luôn. Trông có vẻ hơi điêu. Vẫn có cơ hội nhá. Đồ để xem nào. Lấy một cái gậy bão sao? Tăng thêm khả năng dồn sát thương. Bộ này chỉ chơi dồn sát thương thôi anh em ạ. Càng nhiều đồ đam càng tốt. Hoặc là cho tôi con lick ở 2 sao đi. À anh bắt Arad được này. Sao? Ui dồi ôi. Búa. Cũng được. Cái này khống chế co. Hình như là chúng ta không có đồ cam nên chúng ta thiếu đam đấy anh em ạ. Có lẽ rau này sẽ đổi một cái món đồ cam đi. Rồi. À ư được. Thế này mà bảo còn thiếu đam nữa thôi nhá. Chắc là không đâu nhỉ. Trời không có lick. Có lick thì đập trứng luôn này. Thôi từ từ nhịn một round anh em ạ. Tôi định đập chính con Slipper nhưng mà tôi nghĩ là tôi vẫn sống. Chết dễ thế á. Chết dễ thế á. Ồ. Solo. Ui thua thua. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Ui giời ơi. Cắt chuối luôn. Ok. Cái gì đấy? Ơ. Ông phá đài. Cái gì đấy? Cái lý do lại làm sao nhở? Tôi giết chết nó rồi mà. Tại sao nó lại sống, nó lại giết chết ngược lại tôi là sao?
Bắc game vãi đài á, thật sự thế luôn. Ôi giời ơi, game lắm bắc thế, cứ update xong rồi chả hiểu cái kiểu gì ạ. Điều thật đấy. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký ấy, đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Tôi đưa cái bộ God kết hợp với siêu đẻ, cực kỳ là hay luôn. Và cái bộ siêu đẻ này nó ở trong cái bộ Feather cơ anh em ạ. God siêu đẻ Feather anh em nhá. Cuối game thì tôi dồn đồ cho con cây Watchwork set cực kỳ trâu, khiến cho con cây trở lên bất tử. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem bộ God kết hợp với siêu đẻ, nhưng mà kết hợp với beat anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.